Vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Tuấn Long Review. Hôm nay có một cái đợt giảm giá cực kỳ là sâu dành cho các sản phẩm TV của Sony. Và em vừa nhận được một cái mail giảm giá các dòng TV phân khúc là 55, 65, 75 và 77 inch. Giá giảm có con giảm đến gần 4 triệu đồng rồi nhá. Lưu ý cho là có con giảm gần đến 4 triệu đồng. Thì các bác biết rồi, Sony thì là một trong những thương hiệu có cái giá thành nó giữ nguyên rất chi là lâu. Với cái đợt giảm giá này là hy vọng nó sẽ là đợt giảm giá tốt nhất của bên Sony trong trường hợp mà 1-2 tháng tới sẽ ra mắt model mới, thì đây sẽ là một cái cơ hội để mọi người mua sắm với dòng TV với giá thành nó rẻ. Em sẽ đi nhanh vào cái con đầu tiên mà các bác đang săn đón trong cái đợt này, đó là con 65X90L thôi nhé. 65X90L là một trong những dòng TV mà được rất nhiều các bác yêu mến trong năm 2023. Bởi vì sao? Nó sở hữu màn Full HD tần số quét 120 và thiết kế của năm nay đó là thần thiết kế vuông với khung kim loại giống hệt các dòng X95K năm ngoái các bác nhé. X95 các bác mới sở được con TV này với dòng K, nhưng với X90L các bác đã sở được dòng TV này cái khung thiết kế như vậy rồi. Năm nay có hỗ trợ thêm cả chip XR với dòng chip mạnh nhất, mạnh hơn cả con chip XR năm ngoái. Chính vì vậy mà dòng X90L được săn đón rất chỉ là nhiều. Tuy nhiên thì cái giá tiền của X90L thì chưa bao giờ là rẻ cả một nhá, chưa bao giờ là rẻ cả. Và cái giá ngày hôm nay em giảm tại Ecomax giảm thêm cho các bác là 900.000 so với thông thường. Con này thì được giảm 900.000. Các bác mua trong buổi sáng hoặc là trong cái ngày hôm qua từ về trước giá là 27.990.000. Thì hôm nay giảm cũng còn 27.090.000. Giảm 900.000 so với buổi sáng hoặc là mấy ngày hôm trước có nhá. Từ trước chưa bao giờ 65X90L về giá còn có 27.090.000 cả. 27.090.000 chứ không phải là 27.990.000 có nhá. 27.090.000 và 27.100.000. Sẽ có 65X90L, một trong dòng sản phẩm TV cực kỳ là hot. 65X90L có giảm rồi thì 65X95L cũng sẽ giảm theo thôi. Tuy nhiên thì với X95L các bác biết rồi, nó là màn mini LED thì nó có giá tiền nó cao hơn rất nhiều so với màn Full HD. Như em có so sánh với các bác là hai dòng sản phẩm OLED và mini LED và Full HD rồi, thì cùng một cái sản phẩm hình ảnh như thế này thì khi mà các bác xem một video thì đối với màn mini LED thì cho ra các bác cái hình ảnh lông hay là các sợi chi tiết nhỏ ở phía bên này, nó là sợi chi tiết là nhỏ nhất thì chúng ta đều hiển thị được. Còn đối với màn Full HD thì những cái phần nhỏ li ti như này nó sẽ bị mờ đi các nhá. Những cái phần nhỏ li ti, các cái lông như thế nó sẽ nhòe đi, nó không được hiển thị chi tiết bằng. Đó. Chính vì vậy mà màn Full HD với màn mini LED có một cái giá tiền hoàn toàn khác nhau. Thì với dòng mà Full HD giảm 900.000 thì dòng mini LED giảm các bác được 1 triệu đồng. Với 65X90L giảm xuống còn có hôm trước là 46.050.000, hôm nay là còn 45.050.000, giảm đúng 1 triệu đồng các nhá. Các bác nào đã hay theo dõi thường xuyên kênh Tuấn Long Review cũng sẽ biết được cái giá tiền mà em hay đọc cho mọi người trong các video. Và các bác cũng sẽ biết được giá ngày hôm trước với ngày hôm nay là như thế nào. Là em sẽ có nói có đúng chuẩn xác không? Đúng không ạ? 65 thì chúng ta có thêm cái dòng 65A80L là giảm kịch kim cho mọi người. 65A80L có hai con giảm 900 và giảm 1 triệu rồi đúng không ạ? Với 65A80L chúng ta giảm được bao nhiêu? Đây em đang quay cho các bác xem con 65A80L em đang kê ở phía bên ngoài này. Sẽ có hai con A80L là phân khúc TV 65 inch và phân khúc TV 77 inch đều giảm giá trong ngày hôm nay, cả 55 inch nữa các bác nhé. A80L giảm cực kỳ là sâu. Ở đây thì khu vực bên em đang kê được hai con là con 77 inch ở phía bên ngoài và con phía bên trên kia là chúng ta đang kê con 55 inch. Với dòng OLED TV A80 là trong những dòng TV cao cấp bậc nhất của bên Sony. Chúng ta sẽ có con 65 inch đang giảm sâu nhất cho mọi người. Hôm nay thì còn các bác mua trong ngày buổi sáng hoặc ngày hôm trước chắc chắn là trên 50 triệu đồng. Em khẳng định các bác 51-52 triệu đồng. Thì hôm nay xuống còn có 47.990.000. Cho vào 48 triệu đồng cho 65A80L. 48 triệu mà nó đang giảm giá gần 4 triệu đồng, giảm 3.700.000. So với thời điểm buổi sáng hoặc từ trở về trước các bác sẽ không mua được với giá 47.990.000 mà các bác sẽ mua được tầm giá 52 triệu hoặc là đúng rồi, gần 50
chênh 4 triệu đồng thì các bác cứ lấy 48 cộng với 4 triệu đồng nữa thì rơi vào khoảng độ 52 triệu đồng, gần 52 triệu đồng cho sản phẩm TV là 65A80L. Còn đối với 55 inch và 77 inch bên em cũng giảm giá xuống sâu cho mọi người. Mọi nhá. 65 inch giảm 3,7 triệu rồi thì 55 inch giảm không có nhiều các bác nhá. 55A80L chúng ta giảm được khoảng 500.000. Là tức còn 36,9 triệu xuống còn 36,420.000, 36,4 triệu thôi. Với 77 inch thì được giảm được 1 triệu đồng cho phân khúc 77A80L. 77A80L thì các bác biết rồi, mua với tầm giá trên 74 triệu năm buổi sáng rồi là các bác mua sẽ rơi vào 75.500.000. Nhưng bây giờ xuống còn 74.470.000 và 74.500.000 cho sản phẩm TV là 77A80L. Với OLED TV thì luôn luôn cho ra một cái màu sắc nó cực kỳ là khác biệt so với các dòng TV LED và mini LED hoặc là Full HD, đúng không ạ? Những dòng TV LED 4K thì lại còn thấp hơn nữa. Chính vì vậy mà OLED chúng ta sẽ được bảo hành lên đến là 35. OLED các bác được bảo hành 35. Còn mini LED các bác sẽ được bảo hành là 25 thôi nhé. Chỉ riêng dòng OLED này các bác được 35 thôi. Đấy, năm trước thì các bác mua mini LED cũng được 35. Tuy nhiên thì năm trở lại đây cũng chỉ được bảo hành điện tử 25 thôi. Đây là các dòng TV 55, 65 inch, 75 inch thì chúng ta có rất nhiều các dòng model TV giảm giá cho các bác trong cái đợt này. Với các dòng TV 77X80, X85, X90 và X95L là những dòng TV BM đang có giá thành vô cùng là tốt ở tại điện máy Ecomax ở đây. Đầu tiên sẽ là con 75X80 như em đang kê ở phía bên trong kia. Em đang kê ở phía bên trong này. Em đang đẩy lùi cái con 70, ở đây em đang kê con bao nhiêu đây? 75X90L ở đây. 75X90L chứ các bác, cứ 75 77 nọn hết cả lên. Với 75X90L là màn chúng ta có là màn Full HD. Thiết kế vô cùng là đẹp mắt và sang trọng. Đấy. Tần số quét 120 là một trong những dòng TV mà cũng được săn đón cực kỳ là nhiều. Ngoài các dòng TV 65. 65 thì chúng ta đang giảm được 1 triệu đồng rồi, 900.000 rồi đúng không ạ? Thì đối với màn 75 inch. Màn 75 inch giảm rất sâu rồi nhá. Có dòng 7X85 giảm nhiều. Còn X90 này thì chúng ta giảm xuống còn 35.640.000. 35.640 cho 75X90L. Thì chúng ta cùng nhìn qua con X90L xem là có gì mà các bác lại săn đón nhiều như vậy đúng không ạ? Thiết kế của nó với thiết kế là lắp đậy ở ngoài sau lưng như này, giống như các dòng OLED. Rất đẹp luôn đúng không ạ? Viền vuông như em có nói. X90 viền vuông, kim loại, bóng, sáng, đẹp. Rất chỉ là ấn tượng. Chip mạnh cũng như là màn hình có độ phân giải cao, tần số quét nhanh với 120Hz hỗ trợ các bác là xem tất cả các dòng phim trên thị trường đều có thể loát được và với chuyển động mượt mà. Các dòng khác thì nó vẫn chuyển động được, vẫn loát được các bác nhá. Tuy nhiên thì với chính phân cảnh chuyển thì nó sẽ không được là mượt giống như các dòng X90. Nó vẫn sẽ chuyển, các bác mắt nhìn thì chúng ta vẫn cảm nhận là ok. Nhưng đối với các dòng TV như này có hỗ trợ cả những cái phần âm thanh hình ảnh tốt. Ví dụ các dòng đời thấp các bác sẽ không phát ra được những cái âm thanh sống động hoặc là hình ảnh của nó sẽ không được thật, thì đối với dòng này nó sẽ có đầy đủ. Với các dòng 75X85L là đang có giá vô cùng là rẻ thôi nhé. 65 thì chúng ta có 65X90 thôi, còn X85 và X80 thì giá vẫn y hệt như vậy, không có thay đổi trong ngày hôm nay. 75 chúng ta có 75X85, 75X90 bên này đang giảm vô cùng là sâu. 75X85 là đang giảm nhiều nhất cho mọi người. Giảm xuống còn có giảm gần 3 triệu đồng cho phân khúc TV là 75X85L. Mọi nhá. 85L các bác mua chắc chắn sẽ rơi vào 31 triệu hơn. Tầm 31 triệu hơn cho phân khúc TV 75X85L. Tuy nhiên trong ngày hôm nay từ bây giờ các bác sẽ mua được với giá rẻ hơn rất nhiều. Chỉ còn có 28.400.000, 28.390.000 cho 28.400.000. Giảm xuống từ 31 triệu xuống còn 28.400.000, các bác sẽ biết được giảm là 2.800.000. Hơn 31 triệu đồng so với là thời điểm các bác mua từ sáng hoặc là trong ngày, trong những ngày trước là hơn 31 triệu đồng. Bây giờ chỉ còn có 28.390.000 thôi.
Màn Full HD và tần số quét có hỗ trợ 120Hz, Dolby Atmos là đầy đủ. Giọng nói, giọng nước là ngon nẻ trên các dòng X85L. X85L là con TV 75 inch là to nhất rồi, chúng ta không có phân khúc TV là 85 inch không nhá. Cũng không có phân khúc TV nhỏ hơn, phân khúc TV 50, chúng ta có 55, 65 và 75 thôi. X80L thì là con TV có cấu hình đơn giản nhất. Với 75X80L hôm nay cũng giảm giá cho bác hơn 1 triệu đồng so với bình thường. Đúng không ạ? 75X85L các bác mua thì chắc chắn sẽ rơi vào 26 gần 27 triệu đồng. Tuy nhiên thì hôm nay các bác sẽ mua được với giá rẻ hơn rất nhiều, với tầm giá là 25.450.000 cho vào 25.500.000 là các bác sở hữu được TV 75X80L rồi. Giảm được 1.300.000 so với thời điểm các bác mua cách đây một hôm, hoặc là chỉ có lửa buổi sáng nghe thôi. Đúng không ạ? Giá thành thì các bác mua thời điểm nào, bên em sẽ báo cho bác thời điểm đó. Thời điểm bây giờ sẽ là thời điểm rất thích hợp để các bác mua sắm các dòng TV. Vì Sony hiện tại cũng sẽ giảm giá để mà ra mắt các dòng model mới 2024. Và hiện tại sẽ có các dòng 2023 để mà giảm giá phục vụ mọi người các bác nhé. Ở đây sẽ có con 85 inch. 85 inch thì không có giảm giá trong ngày hôm nay, 85X, các dòng 85 không có giảm giá. Chúng ta chỉ có cái dòng TV như 55A80L, 65A80L, 77A80L là đang giảm. 65 thì có 65X90, 65X95, 75 thì có 75X80L, 75X85L, 75X90L và 75X95L, 77 có 77A80L. Thì đấy là toàn bộ cái dòng TV mà bên em đang có giảm giá trong cái ngày hôm nay. Đặc biệt trong ngày hôm nay các bác xem được video của em thì chúng ta sẽ có giá thành vô cùng là tốt. Giá tiền này thì sẽ áp dụng từ video lần này của em báo, và nó sẽ thay đổi tùy vào từng thời điểm. Tuy nhiên thì em nghĩ là giá nó sẽ rẻ dần đi thôi. Bởi vì thời điểm này sẽ là thời điểm chuẩn bị ra mắt model mới 2024. Cái dòng này sẽ chắc chắn nó sẽ giảm dần để phục vụ mọi người trong nhu cầu mua sắm. Ok, các bác liên hệ trực tiếp với siêu thị bên em ở tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh, Hà Nội. Website là ecomax.vn. Thông tin số điện thoại em sẽ để phần profile mọi người vào đặt hàng giúp em nhé. Ok, các dòng này bảo hành điện tử chính hãng trong vòng 2 năm hoặc là 3 năm ở tại nhà. Hỗ trợ đổi mới trong 30 ngày nếu gặp lỗi của nhà sản xuất các bác nhé. Ok, em xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video clip tiếp theo.